Anh. Mấy cái tô này đổi khác, mấy quá. Ủa để con to thế. Ui. Gươm to nhỉ. Sổ vậy? Chênh vào cái bờ kìa. Mày. Đừng giữ bùn nữa. Bỏ qua đi. Bỏ qua đi đổ túi. Đổ túi ra. Ôi giời, vứt hết cái cỏ cái gì nữa đó. Vứt cá gì ra. Đặc quá, đông đặc quá. Vứt cái đéo để tất. Chết mẹ con này đi. Thế vào đây. Mày làm hết đây anh đánh á. Ui nhiều tôm nhỉ. Để chậu đây được. Bây giờ này ăn nào ăn thả nhá. Mày có mấy to đi. Mày lại. Mày lại cả đây đi. Ồ, còn to thế. Ủa, con này con gì nhỉ? Thiểu. Tôi trắng á. Tôi trắng á. Tôi sông. Vứt vào cái chậu đây. Đáng lúc cần trừ. Ủa, nay là mày bắt chim một câu. Đéo có tiết. Chim đéo có tiết canh. Mấy cái mỏ lợn đéo là mổ. Mổ chó chim mỡ. Ôi, con cá quay dị gì ấy, anh Nam. Cá này cá gì chấm đen, chấm đen. Chấm đen. Mấy cái tô này đổi khác, mấy quá. Ông ra lại gặp mấy thằng vận chuyển lại gặp mấy thằng người mắc quần mới công. Đây đây tôm để dưới này. Đây để sọt đây này. Giả mất luôn. Giả đấy, giả đấy. Để đây. Người nhà để nút cũng đúng cả. Này, làm nhà cứ lấy làm đấy. Đồ mẹ. Bắt lấy tôm. Con gì vẫn ở trong đúng. Chưa có tăng trọng. Cái gì đấy, 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 cái gì đấ
một con rồi vừa rồi một con rồi kéo đúng nữa kéo đúng nữa chứ đúng bắt tôm tôm nhiều nhỉ.